À, nó kìa, nó kìa. Thì người ta biết là Để tôi coi kỹ chưa nó ăn coi. thôi. Đó, còn đằng đằng này Ê, người ta biết còn con bê nó dí nó ai? kéo thẳng xuống dưới. Những cái Vãi chữ cái ABC cái lò. Chữ cái Mày đọc tên game làm á, xấu tên game ghê anh em. Lò Tên game ta hay gì mà đọc ABC lò. Không lẽ không lẽ đọc ABC lỏ. Hôm nay gì? Tôi đoán là chúng ta sẽ bắt đầu mà không có cái có chuyện gì đó xảy ra. Tao cũng chưa hồi nãy giờ có kính dịch đó mà chưa kịp dịch. Ai đóng cái cửa vậy? Ủa ai đóng đâu? Mở kìa. Nè đó, cửa đang đóng nè. Gõ cửa. Trời ông thầy. Ủa ông thầy diệt tóc mà sao giống như Wolverine vậy? Wolfman vậy? Người sói vậy? A Zenitor. Lão công. Là... Trời ơi, tôi nghĩ là nó không có an toàn đâu. Phải lão công. Chúng ta mất điện rồi, chúng ta cần phải sử dụng máy phát điện dự phòng. Tôi cần họ giúp đỡ chúng tôi. Gì ghê vậy? À. Tôi sẽ tìm ra nguyên cái nguyên tắc anh ấy sẽ biết điều đó. Đúng. Ghê thiệt, nhỏ này đi mà nó không đi bằng chân luôn, nó lướt luôn ghê thiệt. Ghê quá vậy. Trời bên Discord anh không thấy ai nhắn luôn á trời. Ôi cái chữ gì đó đi qua vậy? Cái chữ hả? Em thấy cái gì chứ. Ừ anh, cái chữ đó giống như chữ A đi. Form. Ừ. Có máy phát điện nè. Nhìn cái mắt tao ghê, mày đứng hướng này nhìn mắt tao đúng ghê luôn á. Mắt mày lúc nào mà không ghê ba mày, làm như mắt mày đẹp lắm, mắt mày lòi nữa. Đi cái máy phát điện 1/12. À đi đủ 12 cái máy phát điện nè. Nè ở đây có một cái nè, nó mới kích hoạt rồi đó. Đâu thấy rồi. Kế bên cửa em. Đi. Giờ đi mở máy phát điện. Đây, cái thứ hai đây. Ồ đồ á. Ôi, có cái tầng hầm nữa à, đi xuống tầng hầm, không biết có ai bắt cóc tôi không đây. Xuống đi. Đây, thấy rồi. Game này tao đoán là cái cách chơi của nó sẽ giống như cái trò. Rồi. Trò gì á? Okay. Trò Rainbow Friend. Rainbow Friend, đúng rồi, chính xác Rainbow Friend. Mở được hai cái rồi. Ráng mở máy phát điện đi bay ơi. Bốn cái rồi ba mi, bốn cái rồi em không nhảy được nha. Đây, em mở thêm cái nữa cho. Chú ba mi trả em trăm. Ủa anh đâu có. Ủa sao trả 100 lần sao? Anh nợ em hồi nào vậy? Em đừng nói em donate cho thằng cất heo kia nha. Liên quan gì? Em vậy là em đen lắm rồi. Vậy là fan donate 100.000 cho tao mà mày xu đúng không? Lụ đạn. Liên quan gì? Chứ sao người ta đòi kìa ba. Ta đòi mày chứ có đòi tao đâu. Trời anh chơi chùa không đường đồng nào luôn em ơi. Em đòi vậy là chết rồi luôn á. Anh nghèo lắm. Anh cô đó có đòi hỏi gì không? Đúng rồi. Có một cầu hủ tiếu với nhỏ mà không thèm trả làm nhỏ bất lực luôn. Vừa vãi thôi chứ. Ui ở ngoài đây có cái gì nè. Tôi nằm đâu ra vậy? Ui sợ vãi. Hết hồn à. 100.000 dĩ bay tự nhiên thành con nợ vậy trời. Cái này có từng năm. Wow. Ủa, ba mi hồi nãy là mày xuống tầng hầm mày mở hết chưa? Rồi, tầng hầm nó có một cái tao mở rồi. À, này thư viện nè. Vậy là 8/10 rồi đó, gần đủ rồi đó, gần đủ. Ủa, được tính ra mở gần hết rồi. Chính rồi. Ok. Còn thiếu 3 cái nữa, Ba, đây, ở đây có cái cửa, chắc chắn là trong này sẽ có một. Trong đây có một cái rồi, mở rồi. Một cái thảy. Trong này là một cái hành lang. Ôi, xui ra được cái sảnh rồi nè. Tính ra cái chuồng này nó rộng kinh luôn mày. Đúng rồi, rộng ghê luôn á. Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Cái quần què, cái chữ A đó ở đây nè anh. Chữ A đang ở đâu chứ? Chữ A đang ở đâu? Vãi cái gì vậy? Cun trả lời cái quần què như vậy. Má lại vô. Trời ơi, cái chữ A đó nó nhịp ở đây nè. Đâu, em đang đứng ở đâu mới được chứ anh có thấy em đâu. Đây bây giờ là à, game này có chạy nhanh đó hả? Ôi trời ơi, nãy giờ tôi không biết là game này có chạy nhanh luôn á trời. Vãi rồi. 11, cố lên, còn một cái nữa, Rồi, tới công chuyện luôn. Ủa tính ra nãy giờ tôi đi tôi thấy bình an, bình yên lắm luôn á mà sao mấy thằng này nó đi nó gặp toàn mấy cái gì đâu không hả ta? Thôi em đi ra đây. Hello khủng long. Một mắt má ơi, 30 ơi, à một mắt này ghê lắm. Đâu nằm đâu hả? Ừ. Cửa này anh, đâu rồi, anh rồi, em dẫn vậy? Anh đang ở màu đỏ nè, đang ở Black Room nè. Nó ở trong cái phòng này nó không lên. Nè nè anh nè. Cửa này nè. Đâu. Vô, đây, anh đi thẳng. Cửa nãy hả? Lớp 4A. Ôi, cái gì nghe cửa vậy mẹ? Trời ơi, để coi cái mặt cái bên đây đúng không? Trời ơi, con mắt à. Phải xuống được rồi, vừa thấy con mắt đó luôn em à. Đủ 12 cái rồi. Đó, chạy xuống nói chuyện với ông cấp dài.
Đi với ông Lao Công mà. Anh à. Chú Vami hát cho Kia nghe đi, hoặc kè nai đu. Tôi nghĩ là tôi đã lạc họ rồi. Tìm hết tất cả các cái cục 500, tôi sẽ có cách này. Cục 500? Tìm cục... Ở đâu? Ủa 500 là sao? Ủa cục 500? Cục 500 là cục hít đó hả? À, cái chữ cái 500. À, tao lụm được chữ W 500. Nè. Tao tìm được cái chữ T. Ok. Tìm chữ A. Còn cần gì cứ không, cứ, cái A đó là cái chữ cái mà ý nó là chữ cái á, em có đi lụm mấy cái chữ cái á. Tìm đại đó đúng không? Ừ đúng rồi, lụm chữ cái nha, đừng lụm lụm chữ đực nha. Đây có chữ X nè. Tìm chữ cái chứ không phải tìm chữ đực hả? Đúng rồi. Ở đây có chữ 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 B. Trời ơi. Quá trời chữ luôn. Chữ B có luôn nè. Ở trong đây có con của Roma fan nè. Có không? Ở đâu? Rồi. Xin phiến biệt cụ. Đâu rồi, đâu rồi? Nó ở đâu mà nó la làng vậy ta? Trời đi. Ủa đâu, ở đâu mà nó la hoài mày? Ở trong cái thư viện, người ta thấy thư viện nó là kiếm. À, trong thư viện có chữ H nè. Bên tiếng Anh là 26. Nó đường cool rồi, tụi mình an toàn, yên tâm. Chữ gì, chữ gì, chữ gì được cool vậy, chữ gì được cool vậy? Chữ A, B, C, chữ A á. Vậy mà nó cũng hát cho đường nó rảnh thiệt chứ. Ở đâu rồi, ở đâu rồi? Ui, cái cửa cái con mắt. Ui. Bạn chết, ủa cái quay vậy, sao cái gì nó chết? Phải rồi, chữ B nó nằm ở trên cánh cửa luôn hả? Ở đây tao lượm được chữ K rồi nha, chữ K là Kia thúi á. Thank you. Okay, cảm ơn rất nhiều. Okay, mà tốn 50 đô bắc gì vậy? Ủa chết, ủa, chết là tốn tiền hả? 50 đô bắc lận á. Ghê vậy. Mua đi, có gì lên Robux vui nạp lại. Trời ơi, mấy cái chợ bắt đi nạp lại mày. Nạp chứ, khổ tâm á, còn phải kiếm tiền chứ bộ. Cái chữ A này bây giờ, cái chữ A này bây giờ nó bắt đầu nó giết rồi, đâu có ai đâu, đâu có ai mày đâu. Mày thằng hồn nát thằng tính đó ba. Đó nó gì kìa. Ý a ơi, dí tao đi. Ui em ở trong thư viện nè, các ơi ở trong đây không? Ui. Rồi tao bị chết rồi. Kìa không sao đâu. Mày 50 Robux đó cũng ít mà đâu có nhiều đâu. Đâu đâu bằng mấy tiền mày quịch của mấy ghệ tao. Ê đừng có vô đó, mày đi chết. Rồi, sao không nói, lũ đạn cái cửa nó ăn tôi luôn rồi. Nó là vô, cái đó là đừng có vô mà. Cho bạn nó chết lũ đạn. Ở chỗ đó cái chữ B là cái cửa mà. Và mày nó sao ấy? Trời chui vô cửa chết xong nó mới la lên, lũ đạn trò chết luôn chứ. Hồi sinh 50 Robux, phải nồi. Đã nghèo rồi mà còn lấy 50 Robux của tôi nữa. Bây giờ chơi đi em ơi. Còn thiếu một chữ nữa, còn thiếu một chữ nữa. Ok. Chơi đi em ơi. Em chữ. Đã chết hay em còn sống? Ủa tôi hồi sinh rồi mà sao nó vẫn để cái hiển thị cái sảnh đó? Đây. Ủa không phải vậy, cái này cái khay cơm. Đủ chưa? Ui, sao có gặp chữ A đi hoài vậy? Chữ A nó có gì nha mày? Bạn anh á. Bạn gì hồi nãy thằng B nó mới hốt xác anh đó. Nãy giờ tao mới gặp Nga, tao chưa gặp B nha. Đây tao thấy con Orin nè, tao thấy con Orin nè. Thằng B nó nằm dưới này. B nằm đâu em? Dưới hầm á hả? Dưới hầm. Ui. Đủ rồi. Wow. Đủ chưa? Ok, ngon. Đủ rồi. Rồi giờ làm gì nữa? Đi xuống hầm đúng không? Chắc là đi xuống hầm rồi. Cho em uống miếng nước đi em. 26 đủ rồi kìa, 26 đủ rồi. Ủa? Sao nó bắt đầu tìm thêm cái nó bút gì nữa không? Đây thấy rồi, tao lượm được cái nó bút rồi. Ủa? Ở đâu vậy? Anh mới lượm rồi. Ui, cái chữ gì nó dưới cái vậy? Cái cửa hồi nãy á kìa, nó vô nó giả làm cái cửa. Thì đó. Ôi, chết lần mới đi luôn á pa. Đây, nó bút đây. Tao lượm được hai cái nó bút rồi nha. Ủa nhưng mà tìm nó bút làm gì trong khi nó bắt mình tìm đủ 26 chữ mà kỳ vậy ta. Lêu lêu con quá giật đó mà được dí rồi trời, giá bộ làm mấy cửa đồ trời, chứ tao sợ mẹ tao mất 50 Robux á. Đó nè em coi nè. Cái nó chữ chi vậy, nó giá bộ làm mấy cửa nè anh em. Mình nên xuống hầm chứ đúng không? Hay là đi kiếm nó bút. Tao đi kiếm nó bút, tao làm được 2 cuốn rồi, bây giờ tao xuống hầm đây. Ủa kỳ vậy ta, câu. Ủa sao con game này nó đâu kêu mình đi tìm nó bút đâu ta, kỳ vậy? Sao nãy mày nói tìm nó bút gì đó, tại tao thấy cuốn sách bự nằm dưới đất đó tao lụm luôn. Cái chữ cái thôi. Ừ. Chứ tìm 26 cái chữ cái thôi mà. Ủa, em bị lạc xuống dưới hầm rồi, có ai dưới hầm không? Có, anh dưới hầm mà anh có mình anh là đâu có ai đâu. Đây, rồi, không lẽ có tận hai cái hầm lẫn chạy. Hừ, vãi. Ghê thiệt, cái con nó ẩn vô mấy cái cửa ghê thiệt chứ. Đây, nó bút đây. Đó thêm một cái nữa nè. Tao nghĩ là chắc nó bắt mình lụm hết nó bút với cô. Đi vòng vòng lụm hết nó bút đi.
nếu vậy thì mình tìm bao nhiêu cái notebook mới đúng. Không trời. Biết luôn, nãy giờ tao lượm được 3-4 cái không, rồi đó. Không để thì bởi vậy mới căng một cái là mình không biết là mình phải lượm bao nhiêu cái notebook nó mới vừa. Mới 10 vừa cái, lại. 10 cái. 10 cái hả? Ủa, sao nó không hiện bên anh ta? Bên hai bên anh nó cứ hiện 26 trên 26 hoài luôn á. Qua bị lỗi rồi. À, cảm ơn danh danh, cảm ơn 10 em. Cái, 10 cái. Ủa? Còn Gia nó tặng cái nói gì vậy? À vậy hả? Ok, không sao, nghỉ ngơi đi em. Tay một cái notebook nữa nè. Ok, còn hai cái nữa, còn hai cái notebook nữa. Một cái nữa, ngon. Bên anh nó bị lỗi rồi cô, bên anh nó bị lỗi rồi nên là tao cũng vậy, tao cũng vậy nha, tao cũng vậy nha. Vậy là hồi nãy thằng nào chết là thằng đó bị á. Ủa à ok. Tao chết giờ nó hiển thị ở dưới là cái chỗ mà hồi sinh như robot với lại quay là sánh đợi á. Man. Ui. Thằng quỷ chưa bê. Bố thấy mày rồi nhá. Nhưng mà nãy giờ chưa thấy chữ C nha. Chữ C là cái cửa, anh nghĩ là cái cửa hồi nãy anh thấy nó đi cà cong á. Con đó là chữ B đó, con đó là chữ B đó. Con cửa là chữ B hả? Ừ, con cửa là chữ B đó. Sao nhìn nó như chữ C vậy? Tại nó bị què. À nó què hả? Ừ. Tội ghê. Cái chữ B người ta viết thay vì là người ta viết cái dấu thẳng. Ờ nó kìa. Để tôi coi kỹ nó coi. À, còn đằng này ừ, con bê nó dí ai kéo thẳng xuống dưới luôn ấy, nên thành thử ra bị có thêm con xanh lá nào nữa, trời tao mới ủi vô con xanh lá nào nữa kìa. Đâu, khủng long lụ đạn, tao đang bị bê dí, tao ủi vô khủng long, tao tưởng khủng long là con gì. Rồi làm gì nữa cô, đủ rồi để giáo viên cho gì làm đấy thôi. Cô đang úp mặt cái tưởng làm gì ta, hận đồ vô đói hả cô? Ủa con kết xin cho em, kết xin chưa? Chưa. Ủa chứ giờ làm gì nữa? Làm thinh. What? Game lỗi vậy? Game lỗi vừa phải thôi chứ. Bị gì vậy anh ơi? Tìm kỳ và thoát. Tìm kỳ hả? Ok. Sao? Mấy kỳ. Một kỳ thôi. Ủa? Cửa màu xanh dương mở không được luôn rồi. Bị bơ, quá giật gì rồi. Con này con chữ D, con chữ D nhìn ghê, con chữ D màu tím. D có thấy không D. À trời ơi, chữ B chữ D ở chung rồi nha, chữ B chữ D ở chung nha. Trời ơi, chữ A chữ B chữ C chữ D ở chung luôn rồi, ghê thiệt. Nó đông quá, bên anh tới mấy chục con lận. Nó đông lắm mày ơi, nó đang ở vô gần cho tao luôn nè. Ừ, mấy chục con lận, trời ơi. Chạy có né được đâu. Ê, vậy là giờ nó đang tấn công ở nhà, tao thấy đông lắm nha. Chữ B đây có hai con nữa nè. Bạn thắng rồi, bạn đã thắng. Hên quá, một đứa vô ra được là ra luôn. Ngon. Ủa, ra luôn á hả? Ủa con game gì xàm lông vậy? À nói chung là tụi mình bị nhốt vào trong trường, bị con ABC nó dí hay nó giết, nên tụi mình phải kiếm đường thoát ra, mở máy phát điện nè, cho nó có điện, sau đó đi kiếm mấy cuốn sách cuốn sổ đồ á, là hồ sơ các kiểu, rồi xong tìm chìa khóa để thoát ra khỏi trường. Quá là tuyệt vời. Ủa anh thấy em không? Anh thấy em không? Ủa là sao? Là cuối cùng. Cuối cùng là kiếm được chìa khóa thoát ra khỏi trường. Ừ. Ủa cuối cùng là Cao Tống. 50 robot. Là vì như vậy thôi đó hả? Đúng rồi. Ami ơi. Thấy em không? Thấy em không hả? Em đang là con nào vậy? Vãi nồi. Không hiểu cái con game chơi như thế nào. Đúng anh Ami tìm được em. Rồi. Tìm gì nữa, tao ra game khác rồi. Nó có chung server không vậy bay có. Quế rồi. Nó đang đứng ở trên lầu rồi chứ đâu tìm trời. Trời ơi, hay quá. Chỗ đó nãy anh đứng rồi. Ok. Vừa phải.